Lenovo đang là một thương hiệu khá được ưa chuộng khi tung ra các sản phẩm có dung lượng pin trâu, giải quyết vấn đề thời gian sử dụng thấp của đa số các dòng smartphone đang có mặt trên thị trường. Sau sự thành công của Lenovo B70 với dung lượng pin khủng ở phân khúc tầm trung, Lenovo tiếp tục đánh vào phân khúc phổ thông với sản phẩm A5000, dung lượng pin ngang với B70 với mức giá hấp dẫn chỉ 2.750.000 tại di động thông minh. Hôm nay, D-Channel sẽ gửi đến các bạn video mở hộp và đánh giá sản phẩm này. Đầu tiên mình sẽ cùng các bạn mở hộp sản phẩm này. Vẫn là cách đóng hộp gọn gàng, cứng cáp quen thuộc của cái dòng sản phẩm Lenovo. Với mặt trước là hình ảnh và tên cụ thể của sản phẩm, mặt sau là vài thông tin cụ thể về cấu hình máy. Phụ kiện bên trong, ngoài sạc cáp micro USB và một tai nghe trắng được bọc cẩn thận, chúng ta còn được tặng kèm cả một miếng dán màn hình và một ốp lưng trong suốt, cùng một sách hướng dẫn và đặc biệt là một viên pin dung lượng 4000mAh. Quay trở lại với chiếc Lenovo A5000, ngay từ khi nhìn vào chúng ta đã thấy ngay máy có thiết kế đơn giản, cạnh trái và cạnh dưới hoàn toàn trống trơn, nút âm lượng, nút nguồn nhựa được đặt ở cạnh phải, cạnh trên là jack cắm tai nghe và cổng kết nối. Chạy dọc thân máy là một đường viền nhựa giả kim loại bắt mắt. Máy có thiết kế mặt trước tương đồng với sản phẩm Lenovo A6000 với màn hình lớn 5 inch, loa đàm thoại, camera trước cùng cụm cảm biến phía trên và các phím điều hướng đặt bên ngoài màn hình cảm ứng. Mặt sau là chiếc camera 8MP, đèn LED, logo Lenovo và loa ngoài đặt thẳng hàng ở giữa trông khá tinh tế. Máy có phần hơi nặng do viên pin dung lượng lớn, bù lại toàn bộ thân máy làm bằng chất liệu nhựa cùng thiết kế vét cong các cạnh, trong máy bớt dày và cầm trên tay cho cảm giác thoải mái và chắc chắn hơn. Nắp lưng có thể tháo rời để lắp SIM và thẻ nhớ, tuy nhiên viên pin khủng bên trong thì lại không thể tháo rời. Nhìn chung máy có thiết kế mềm mại hơn A6000 hay B70, bớt đi nét nam tính mạnh mẽ nhưng với độ hoàn thiện các chi tiết cao và việc bố trí hợp lý, đơn giản thì trong máy cũng không kém phần tinh tế. Máy sở hữu cho mình màn hình cảm ứng 5 inch với độ phân giải HD cùng tấm nền IPS. Theo cảm nhận của mình trong sử dụng, máy có độ sáng tốt nhưng độ tương phản không quá cao, màu sắc hiển thị trung thực, rõ ràng kể cả ngoài trời nắng. Các biểu tượng bo tròn trông dễ nhìn như là trên iOS. Màn hình máy còn được phủ một lớp nano chống xước. Nhìn chung với mức giá chỉ chưa đến 3 triệu nhưng A5000 sẽ có một màn hình lớn và màu sắc trung thực. Mặc dù chất lượng hiển thị chỉ dừng lại ở mức trung bình nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bản thân mình đánh giá A5000 vẫn nổi trội so với những sản phẩm khác cùng tầm giá. Với mức giá rẻ chưa đến 3 triệu, máy lại trang bị một cấu hình khá với con chip MediaTek loại tứ xung nhịp 1.3, RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB. Mặc dù bộ nhớ trong hơi bé nhưng các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp nó với khe cắm thẻ nhớ ngoài mở rộng lên đến 64GB. Và với việc sử dụng con chip MediaTek, chip xử lý đồ họa Mali 400 MP2, đây là một cấu hình khá phổ biến trong tầm giá này. Máy vẫn cho hiệu năng sử dụng khá tốt. Đánh giá bằng phần mềm AnTuTu, máy cho điểm số khá ấn tượng lên đến hơn 18.000, ngang bằng khi so với các đối thủ Philips VK3509 hay là Zenfone. Như vậy, máy có thể đáp ứng các thao tác một cách mượt mà, kể cả chơi game có đồ họa cao như là Modern Combat 5. Hiện tại, máy chạy trên nền tảng Android 4.4.2. Lenovo A5000 sở hữu máy ảnh chính 8MP có đèn LED với tính năng tự động lấy nét, chất lượng hình ảnh rõ nét, màu sắc khá trung thực ở môi trường đủ sáng, còn nhòe và có hạt ở điều kiện thiếu sáng. Không quá chú trọng về camera nên Lenovo đã không trang bị cảm biến chống rung trên A5000. Video quay chất lượng HD đủ dùng nhưng không quá xuất sắc, camera trước 2MP bắt kịp xu hướng chụp ảnh selfie của người dùng hiện nay. Và đặc điểm nổi bật nhất không thể bỏ qua của sản phẩm này chính là dung lượng pin 4000mAh, ngang ngửa với Lenovo B70. Có thể nói trong tầm giá dưới 3 triệu, A5000 không có đối thủ về thời lượng pin. Theo thông số của nhà sản xuất, máy có thời gian chờ trên 1 tháng và thời gian đàm thoại lên đến 35 giờ. Nếu bạn đang muốn tìm một sản phẩm dung lượng pin trâu, đây quả là một lựa chọn không thể bỏ qua. Với công nghệ sạc nhanh, chúng ta có thể sạc đầy máy trong vòng 3 giờ đồng hồ. Việc sử dụng A5000 trong 2-3 ngày với những ứng dụng cơ bản là hoàn toàn có thể. Như vậy, mình vừa giới thiệu đến cho các bạn sản phẩm Lenovo A5000 vừa được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá chưa đến 3 triệu đồng nhưng là sở hữu dung lượng pin cực khủng đi kèm một cấu hình tương đối và màn hình tốt hơn so với những chiếc điện thoại khác trong cùng phân khúc. Hy vọng các bạn đã có thêm cho mình một sự lựa chọn nữa trong phân khúc phổ thông này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.